Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của TechSpay Việt Nam. Hôm nay chúng mình rất là vinh dự khi mà đang được trên tay một cái sản phẩm cực kỳ mới của nhà Razer. Đó chính là chiếc Pacific V3 Pro phiên bản 35K. Có lẽ thì đây là một trong những con gọi là đầu tiên tại Việt Nam rồi. Và hôm nay thì mình cũng sẽ trên tay nhanh và đưa cho các bạn những cái trải nghiệm ban đầu về sản phẩm chuột này nhá. Dĩ nhiên là để nói về cái dòng Pacific nói chung ấy, nó sẽ không phải là một cái dòng gaming. Pacific thì thuộc cái dạng là Immersive Lineup của Razer, tức là những cái sản phẩm sẽ không phải là quá thuần về game, sẽ có một cái phần LED RGB cực kỳ đẹp ở đây. Chúng ta sẽ có phần LED ở con lăn này, ở logo và phần LED viền nữa. Đây là một trong những cái sản phẩm mà đẹp nhất từ hãng rồi. Cái mức giá của con Pacific V3 Pro này thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 4,5 triệu, tức là sẽ cao hơn khoảng 1 triệu so với cả là phiên bản Pacific V3 Pro được ra mắt cách đây khoảng tầm 2 năm. Vậy thì những cái sự khác biệt ở đây là gì? Đầu tiên về cái phần thiết kế thì mình thấy là nó vẫn tương tự như vậy thôi. Nó vẫn là một cái form Pacific V3 cơ bản, giống với cả là phiên bản Pro hay là phiên bản có dây. Về cái thiết kế này để mà sử dụng cho các công việc hàng ngày ấy, thì mình thấy là cầm nắm vào thì nó thích hơn cái mẫu là G502X của Logitech. Bởi vì là cái con Pacific V3 Pro này, cái phần giúp cho chúng ta có một cái điểm tựa tốt hơn ở phần ngón cái, nó được làm bo cong vào hơn và nó làm không quá rộng. Nên là đây, khi mình cầm vào, mình sử dụng con chuột này với cái kiểu cầm của mình và để thao tác với các nút phụ nữa ấy, thì nó rất là thoải mái luôn. Nó tạo ra được một cái góc độ cầm nắm để giúp cho mình sử dụng có được nhiều giờ đồng hồ. Vậy nên là mặc dù với cái trọng lượng của con này thì nó tương đối là outdated rồi, khoảng 110g. Và như mình đã chia sẻ rồi thì Pacific V3 không phải là một dòng chuột chuyên về gaming, nên là với cái trọng lượng này ấy, thì mình thấy là với những công việc hàng ngày sử dụng của mình đã luôn dùng con này trong khoảng tầm 2 tuần nay rồi, thì mình vẫn có thể sử dụng từ sáng đến tối được. Nói chung cầm nắm thì nó rất là thoải mái luôn. Đó, về cái form thì mình chỉ muốn nói ngắn gọn như vậy thôi. Còn ngoài ra về cái phần trải nghiệm sử dụng ấy, thì đây mới là những cái điểm khác biệt ở trên phiên bản mới này. Đầu tiên là về con lăn. Con lăn thì chúng ta vẫn sẽ có cái dạng là con lăn vô cực thôi, nhưng mà bây giờ thì nó đã có những cái điểm cải thiện hơn. Đầu tiên là về cái chất lượng build của phần con lăn này. Về cái phiên bản cũ ấy, khi mà mình lắc mạnh cái con chuột này lên, mình vẫn cảm thấy là cái con lăn này nó có một cái độ dơ tương đối nhiều. Và khi mà chúng ta lăn một khoảng thời gian ấy, con lăn này nó bị hơi rít một chút, và cái phần này cảm giác nó không còn được quá chắc chắn nữa. Dĩ nhiên là về cái phần này khi mà chúng ta lắc lên ấy, với phiên bản mới này thì nó vẫn sẽ có tiếng, bởi vì do là cái cơ chế hoạt động của nó là con lăn vô cực và chúng ta có thể thay đổi nhiều nước khác nhau, nên là không thể đòi hỏi về cái phần build này nó được tốt như những cái dòng chuột khác được. Mình đánh giá là cái con lăn này nó tốt hơn so với cả là con lăn cũ, và về cái phần chức năng ấy thì nó cũng có thể tùy chỉnh được nhiều và đầy đủ hơn. Chẳng hạn như là khi mà mình sử dụng ấy, mình có dùng cái con lăn này ở hai chế độ là chế độ thường tactile và chế độ free spin. Đây, khi mà mình có chuyển sang cái chế độ free spin này ấy, thì ở trong phần mềm chúng ta sẽ có cái phần là scroll acceleration, tức là khi mà các bạn sử dụng như này có thể tùy chỉnh được phần mềm ở trong mức từ thấp cho đến cao. Với cái phiên bản cũ thì khi mà lăn vô cực ấy, chúng ta chỉ có một cái tốc độ và một cái nấc duy nhất thôi, nên là không thể kiểm soát được cái tốc độ. Chẳng hạn như là các bạn muốn dùng con lăn vô cực để các bạn lướt web mà không muốn nó có một cái tốc độ quá nhanh, hay là sử dụng cho những công việc khác, thì bây giờ với cái phiên bản mới này chúng ta đã có một cái tốc độ có thể tùy chỉnh từ thấp đến cao. Khi mà sử dụng để lướt web ấy, thì mình có thể đẩy cái tốc độ scroll này nó xuống thấp nhất, thì mình có thể thoải mái lăn như này, nó sẽ không bị quá nhanh và giúp cho mình vẫn có thể đọc được nhiều thông tin khác nhau. Và đây, khi mà mình có chuyển qua lăn cái chế độ tactile ấy, trước đây với cái dòng Pacific V3 Pro cũ thì nó chỉ có một cái mức độ, đấy là khi mà mình cứ lăn như này là nó sẽ đổi qua thành con lăn vô cực. Nhưng mà bây giờ những cái mức để tùy chỉnh của nó ấy, cũng có thể chỉnh từ low cho đến high. Và đây, khi mà mình có lăn bình thường như này thì nó vẫn sẽ là cái dạng con lăn dạng tactile. Còn đây, khi mà mình có lăn mạnh hơn một chút nữa ấy, đó thì nó mới chuyển qua thành cái chế độ là con lăn vô cực. Cái việc mà thao tác di chuyển trên con lăn này các bạn có thể tùy chỉnh theo các mức như mình đã vừa mới chia sẻ. Vậy nên là nó tạo ra được một cái độ liền mạch tốt hơn dành cho cái con chuột này. Để sử dụng cái phần con lăn này, mình thấy là nó là những cái thay đổi tương đối nhỏ thôi, nhưng mà nó giúp cho cái trải nghiệm sử dụng cho các công việc hàng ngày, cho những cái phần mềm chuyên dụng nó được tốt hơn đấy. Rồi, và tiếp theo về cái sự khác biệt thì đó, như cái phần tên là 35K, thì cái con Pacific V3 Pro này được sử dụng cái mắt đọc là Focus Pro 35K. Cái mắt đọc này thì nó sẽ tương đương so với cả là con Razer Viper V3 Pro. Vậy nên là mặc dù không phải là ở trong cái lineup performance của hãng, nhưng mà chúng ta vẫn được trang bị cái mắt đọc cực kỳ là cao cấp này.
Để mà nói về cái hiệu năng chơi game ấy, thì mình cũng sẽ chỉ muốn chia sẻ một chút thôi. Tại vì là cái con này thì để mà chơi game nó cũng không thực sự quá là phù hợp, bởi vì cái cân nặng của nó là 110g cơ. Cái con này thì nó sẽ phù hợp cho những bạn nào kiểu dạng như chơi game tranh thủ, tức là ngoài cái giờ làm việc ra, chúng ta có thể tranh thủ được 1-2 tiếng gì đó buổi trưa hay là buổi tối, có thể về chơi những cái game giải trí, chơi những cái game kiểu dạng như là chill chill cùng bạn bè thôi, thì nó sẽ đáp ứng rất là ngon với cái mắt đọc này. Và ngoài ra thì chúng ta vẫn sẽ có được trang bị cái phần đấy là đọc sạc không dây này nữa, và sẽ có một cái phần để cất receiver trong trường hợp mà các bạn muốn mang đi mang lại. Cái phần này thì con chuột này trang bị cái khả năng là tích hợp với cái Razer Mouse Dock để cho lại cái pooling là 8KHz, và chúng ta có thể sạc được không dây cho con chuột này luôn. Thì đây là một cái nó khá là tiện. Tiếp theo một cái điều khác biệt nữa là bây giờ thì chúng ta đã có thể sử dụng được những cái sản phẩm mới của Razer, hay là một số dòng cũ cũng được, ở trên cái phần mềm là Razer Synapse 4 rồi. Về cái phần Synapse 4 này ấy, mình thấy là hiện tại thì nó chưa được tối ưu tốt lắm ở một số phần, chẳng hạn như là về cái mức chỉnh DPI này. Mình bấm cái nút chỉnh DPI này, thỉnh thoảng nó còn không điện ngược, thì cái này là do app thôi. Và ngoài ra thì những cái nút để remap khác thì các bạn cũng có thể custom được ở trong phần mềm. Bây giờ thì với cái Synapse 4 này, chúng ta đã có thể tích hợp được tất cả những cái phần mềm khác nhau ở trong cùng một phần giao diện rồi. Tức là ở cái mục góc bên trên bên trái, các bạn có thể tìm được cái mục là Razer Synapse này, Razer Connect này, Razer Chroma RGB này. Tức là các bạn sẽ không cần phải mất thời gian để tắt phần mềm này đi rồi là bật cái phần mềm khác lại nữa, như là Razer Synapse 3. Thì nhìn chung về cái mặt trải nghiệm này, sử dụng và chỉnh lại các thứ, thì trên cái Synapse 4 này mình thấy là nó tiện hơn. Nhưng mà chúng ta vẫn cần thêm thời gian để cái Synapse 4 này nó hoàn thiện hơn một chút. Các bạn cũng có thể trải nghiệm với con này hay là với một số dòng khác của Razer có tương thích cũng được. Nhìn chung thì với cái con 3 Series với 3 Pro 35K này, nó là một cái phiên bản được nâng cấp, gọi là nâng cấp nhẹ nhẹ so với cả là con 3 Series V3 Pro. Nếu như mà các bạn có một cái mức kinh phí vừa đủ ấy, thì theo mình ở thời điểm hiện tại, cái con 3 Series V3 Pro nó vẫn là một sản phẩm nó đáng mua hơn. Bởi vì sao? Cái mức giá của nó hiện tại về cái mặt bằng giá new ấy, thì nó chênh nhau khoảng tầm 1 triệu. Nhưng mà các bạn vẫn sẽ có được đầy đủ những cái công nghệ xịn sò về cái phần LED này, về cái mắt đọc cũng là tốt này, về cái khả năng mà sử dụng được cả cái phần Razer Mouse Dock Pro này đi kèm từ hãng nữa. Nếu như mà cái con 3 Series V3 Pro 35K này trong thời gian tới mà nó về được cái mức giá tốt hơn một chút, thì mình nghĩ là cái sản phẩm này nó có thể thay thế cho cái phiên bản đời cũ được. Thì đó, về cái sự lựa chọn ấy, nó sẽ liên quan đến cái phần trải nghiệm sử dụng của các bạn mà thôi. Nếu như các bạn cần thật sự là con lăn này nó phải sử dụng được kỹ như những gì mình đã chia sẻ, thì chúng ta có thể lựa chọn phiên bản Pro 35K này. Còn nếu không, chúng ta chỉ cần đơn thuần là sử dụng cái con lăn vô cực và cái chuyển đổi qua chế độ free spin và cái chế độ tắc tai nhung thông thường ấy, thì cái phiên bản Pro cũ sẽ vẫn là một cái sự lựa chọn tốt ở trong thời điểm này. Và rồi, nếu như các bạn có mua sản phẩm này hay là phiên bản 3 Series V3 Pro, thì mình sẽ để đường link ở phần bình luận và mô tả của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Peace.